Nam mô A Di Đà Phật. 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 Được nên tâm ơn trước Phật đài ngũ phần vẫn trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp mọi loài. Được nên tâm hương cúng Phật đa lòng thành gửi tặng chốn bao la, cầu xin Tam Bảo thường gia hộ đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà. Được nén tâm hương ở Ta Bà nhớ lời di huấn Đức Thích Ca, cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất thầm giúp cho người tổng phổ môn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma trần không bờn thân của Ngài, vô tận phước lành từ bi cứu khổ độ sanh, chúng con đảnh lễ chí thành quy y. Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không Pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tương lai hà sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ vào pháp giới
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ni. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Đà La Ni của tâm Đại Bi Vô Ngần. Con xin quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nguyện theo Bồ Tát Quan Âm, vì Ngài có độ sức mạnh của tâm Đại Bi. Con xin quy y dời đấng cô giúp loài người ra khỏi tai nạn, vì Ngài có đủ thần lực nên gọi là đấng toàn năng. Con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích, thần chú rất là thù thắng, vì nó làm cho ác ma không thể tới gần. Thật là linh nghiệm, vì nó có thể tỉnh qua thế giới sanh tử luân hồi. Hãy tụng thần chú như sao cuối sinh đấng sáng chói, đấng có trí huệ sáng chói, đấng siêu thoát thế gian bậc sư tử vương. Bậc Bồ Tát vĩ đại, xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, làm cho chơn ngôn linh nghiệm. Đấng tôi thắng hỡi đấng tôi thắng, xin Ngài làm cho thần chú linh nghiệm. Đấng đại tự tại, xin Ngài quá quy sức mạnh. Thần thông tự tại, xin Ngài quá quy sức mạnh. Đại tự tại đấng không ô nhiễm, đấng xa rời trần cấu, đấng có thân hình không ô nhiễm. Hãy đến xin Ngài xuất hiện, đấng tự tại trong đời. Xin Ngài trừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngu si tham ái, trừ sạch phiền não nhiễm mô. Đấng sư tử dương, xin Ngài xuất hiện, tiến lên hai tiến lên đấng giác ngộ. Xin Ngài làm cho chúng sanh giác ngộ, đấng có đầy đủ lòng từ. Chúng con muốn được thấy Ngài lại Ngài, xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc. Mỗi điều mong ước đều được thành tổ bậc thành tổ đệ nhất. Xin ban cho con thiền định an vui sức mạnh vô cùng. Đấng thành tổ vĩ đại, người mặc giáp đen mình tròn, giao hổ tay cầm hoa sen, tay cầm kim cang, tay cầm pháp lo giác ngộ. Mỗi người tay cầm kích trường chiến đấu, và cùng chiến thắng bên ta thì có mạnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui hạnh phúc. Con xin quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, con xin quy y Bồ Tát Quan Âm, tất cả ước mơ đều được thành tổ thật linh nghiệm. Thần chú thật linh nghiệm, thần chú của đấng toàn năng thật là linh nghiệm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nếu không má hồng muốn cầu con gái chí thành lễ bái Bồ Tát Quan Âm thì cũng được sanh hằng tiên nữ. Sắc tài đầy đủ đức hạnh vô song, vì thế các ông phải nên cung kính tịnh thánh Quan Âm, dù chỉ nhất tâm cũng được vô biên phước đức. Bạn người tích cực xua cả cuộc đời, quyết chí tôn thờ 62 ức hàng xa Bồ Tát để cầu phước lạc trên các cõi trời. Phật vừa dứt lời ngài vô tâm ý, lại nghĩ thêm rằng Bồ Tát từ hàng vào trong thế gian bằng phương tiện nào mà tạo công đức cho người tích cực tu hành Quan Âm, vượt mọi khó khăn mà lên bờ giác đức Phật đã biết gì của Quan Âm. Người ở thế gian không thể hiểu được nên ngài mới lược giải vô tận ý về nhân thần bí của đức Quan Âm, nếu dùng mà ngữ ngôn làm sao nói được. Con người siêu việt xuất hiện trên đời, làm việc tùy thời tùy tâm niệm chung, thể hiện tương ứng để cứu hộ người sử dụng thiền từ. Ở trong biển khổ quá độ tùy duyên, nếu gặp chúng sanh là bậc đại nhân, ngài hiển Phật thân thuyết pháp lời sanh, vừa cơn tất cả từ bi hỷ xả độ chúng hằng sanh. Nếu người lánh xa những nơi ồn náo, vào ấn rừng sâu để cầu Phật trí, ngài hành pháp thi khai để cho người bằng trí tuyệt vời trên đời ít có. Do đó được danh là Bích Chi Phật. Nếu người chấp vật lại thích từ chương đi khắp mười phương, tìm thầy học đạo không hết phiền nào. Nghiệp chướng lại tăng ngày hiện thanh danh, tu tử thanh đế làm họ kính nể, theo học đạo thuyền tâm tánh được yên mà lên bờ giác. Nếu cầu phước là trên cõi thiên đàng thì ngài sẵn sàng làm trời để thích, nên yêu sợ kẻ địch giết hại mã người, ngài làm tướng trời tay cầm bảo sự diệt dữ trừ tà. Nếu vào ta bà ngài làm cư sĩ thể hiện chân lý trên cõi thế gian. Có đức làm tăng hay làm phạm chỉ túc trí đa mô, giúp việc tối ngô đưa phong tệ tướng mặt, dầu sung sướng Bồ Tát chẳng màng. Rộ áo tự quan tìm đường giải thoát, ở trường hợp khác ngài hiển tiểu dương giữ dân biên cương, nhân dân an lạc nói đạo giải thoát. Dạy chúng tu thiền đất nước bình yên thì ngài thôi vậy, biết bao xích kể công đức của ngài đủ 32 thân hành biến hóa cứu độ tất cả. Người niệm danh ngài từ xưa đến nay, không bao giờ dứt ta nay, thành thật quý
khuyên bảo mọi người kính trọng tôn thờ Bồ Tát Quan Âm ở trong nội tâm đừng nên sao làm. Khi có gặp nạn thì niệm danh ngài tất cả quả tai theo tay tan mất mười phương chư Phật cũng nói như thế. Bây giờ ngài vô tận nghĩ lại nghĩ thêm rằng ta nên cúng dường đức quan tự tại chuỗi ngọc như ý lại ít trời người Quan Âm mỉm cười mà không chịu nhận Phật giải tường tận về pháp cúng dường. Rồi báo Quan Âm xót thương chúng tăng và vô tận ý nhận ngọc qua tí lợi ích cho đời Phật vừa dứt lời mỗi người quan ý đành tổ qua tí của Đức Quan Âm. Ngài dùng bi tâm quân hai chuỗi ngọc một cung cho Phật ở cõi phương xa một dân Thích Ca Ta Bà giáo chủ như vậy đã đủ tịnh với hai phần. Đại chúng ân cần đầu thành đảnh lễ cúng dường như thế công đức khôn lường. Bây giờ ở trong hội trường có ngài trì địa tu hành bố thí và xưa cầu đường. Được Phật ngài khen công phu đệ nhất nghe pháp chân thật lòng rất vui mừng cùng với tám muôn bốn ngàn chúng sanh đồng phát đại tâm cầu thành Phật đạo. Nam mô Phật qua hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phật qua hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phật qua hội thượng Phật Bồ Tát. Mười hai câu nguyện của Bồ Tát Quan Âm mở cửa từ bi rộng mở. Tuy hoàn cảnh hiện thân quyết lòng cố chúng mà sanh vượt qua bao khổ nạn ngài chia tâm đành lệ. Nam mô Phật Diên Thông Thánh Tự Tại Quan Âm Như Lai rộng quát hoàng thể nguyện. Nam mô quyết một lòng mà không sợ khó Quan Âm Như Lai thường vào biển đông nguyện. Nam mô ở ta bà vào địa phủ Quan Âm Như Lai cứu giấc chúng sanh nguyện. Nam mô Diệp Tà Ma Trừ Yêu Quái Quan Âm Như Lai dứt trừ nguy hiểm nguyện. Nam mô Tai Tịnh Bình Tai Dương Liệu Quan Âm Như Lai ban đứa cam lồ nguyện. Nam mô Đại Từ Bi Đại Xa Quan Âm Như Lai quán thân bình đắng nguyện. Nam mô suốt ngày đêm luôn quan sát Quan Âm Như Lai diệt trừ đường ác nguyện. Nam mô Phổ Đà Sơn Thường Lễ Bái Quan Âm Như Lai gông cầm đất ra nguyện. Nam mô
vào biển khổ quang âm Như Lai độ thần chúng sanh nguyện. Nam mô Tiền Tràng Phương Hậu Bảo Cái Quang Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Nam mô vô lượng tỏ Phật Cảnh Giới. Quang Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nam mô thân trang nghiêm tâm sáng suốt. Quang Âm Như Lai tròn đủ mười hai nguyện. Sông ấy dài muôn dặm quá thiêu đó
tất tất ca quả tai tất sạp tai quả này tinh tú hải xuất hiện xuất hiện để tiêu trừ quả tai đen tối làm cho bầu trời trong sáng an lành thật an lành nguyện ngày an lành đêm an lành ở đêm ngày sau thời điều an lành à tất cả các thời điều an lành à xin đấng từ bi thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành à đêm ngày sau thời điều an lành à tất cả các thời điều an lành xin nguyện tam bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời điều an lành tất cả các thời điều an lành xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ nam mô tiểu tai giảng kiếp tường bồ tát nam mô tiểu tai giảng kiếp tường bồ tát nam mô tiểu tai giảng kiếp tường bồ tát ma bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ quan thế âm cũng khổ độ sanh nếu ai có một niệm lành hãy ngài nghe tiếng ứng danh dẫu trong bệnh liên miên khổ cực niệm danh ngài lập tức khỏi nguy bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi trần giáng qua thân công chúa đoàn cha trang ngà vương ngữ gây vàng vua cha diệu thân ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chân quả văn thù diệu âm chỉ thứ cũng mà tu phổ hiền chứng thâm đền bù công mà lao chọn một nhà điều vào cánh Phật lòng từ bi
Tôi nhỏ trí cả trọn chín năm ấy chẳng từ lao khổ mong công thành cứu độ chúng mà sanh thời kỳ trai giới tu hành tại đồng hương tích bắc thành Việt Nam. Một cảnh tiên mây lam che phủ, có cam tuyền thạch nhủ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành. Kim đồng ngọc nữ ứng danh theo hầu, dưới bề ngọc chia nhau sớm tối, chầu hai bên không loài đạo thầy luôn luôn chờ thẳng ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan thấy âm danh là tự tài khắp tam mà thiên qua lại dạo từ bi ngài muôn độ đời mười hai đại nguyện thiệt thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốt ma trao chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Biển Nam Hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cùng là hương sơn, trong một phẩm phổ thì quái thần linh hiện không mà ai tinh thần cứu khổ chẳng này công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu dắt cấp kỳ đổ chốn. Hay có kẻ qua đò mất nàng cùng bao nhiêu tai nạn dọc thành đất mà nén tâm mà hương ơi, vừa niệm danh là hiểu tai ương qua liền những chuyện ấy hiển nhiên điều thay đức như lai truyền dài không mà sai.
chúng ta chớ có quán này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ dông. Trong khổ hải thuyền từ dân đời, giờ chúng sanh đưa tới lạc bán, chính tầng sen báo đại vàng Di Đà Thọ Ký rỡ ràng thánh thế. Từ bi cứu khổ độ đời, tầm thân giải nạn đến nơi an bình. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quang Thế Âm Bồ Tát. Tụng kinh là hạnh tốt lành vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh. Nguyện cho tất cả hàm linh thảy đều tối ngộ phẩm kinh diệu quyền. Nguyện tiêu ba chướng não quyền, được nguồn trí tệ phá xiềng vô minh. Nguyện trừ tội chứng điều linh hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm. Nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm, là hoa sen chính phẩm là hàng mẹ cha. Qua đã thấy Phật hiện ra, vô sanh chứng ngộ bạn ta thánh hiền. Nguyện đem công đức hiện tiền hướng về khắp cả các miền gần xa. Con già cha mẹ ông bà, chúng sanh giác ngộ chan hòa pháp thân. Từ bi Phật xin nguyện chúng sanh lòng mà vô thường, từ quy pháp sinh nguyện chúng mà sanh thâu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Từ quy tăng
Đệ tử và chúng sanh nơi đều trọn thành Phật đạo. Dân hương giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đại biến pháp giới, cúng dường tam bảo khắp mười phương. Lễ Phật kính lại Phật từ bi cứu thêm, đem đạo lành phổ tế chúng sanh trần gian biết nẻo tu hành. Nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường, lễ pháp ma kinh lại pháp là phương giải thoát, góc chân truyền y bát từ xưa, pháp tu chứng đắc kiếm giờ độ người qua đến bên bờ bên kia. Lễ tăng kinh lạy tăng nghiêm trì giới luật, hành tăng vô nhất vật thanh bần, tự mình giáng ngộ ly chân, dâm người giác ngộ chuyên cần công tu. Xưng tụng Phật bảo Phật là đấng tối cao giác ngộ lập đạo tràng tế độ chúng sanh, luật nghiêm giới cấm bản hành làm người dân lỗ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế mệt mồ tâm tôi biết đâu là đường lối thoát thân. Đầu tiên một bậc siêu nhân cân mình thoát tục bước chân lìa đời. Nay đệ tử là người mong mỏi dứt trần duyên theo dõi hồng hành, kính dâng một tâm lòng thành phụng thờ đức Phật đạo lành cao siêu. Xưng tụng pháp bảo pháp của Phật giáo điều chỉnh lý hành xuất gia khất sĩ thanh bằng, một y một bác tùy thân pháp môn khất thực giáo dân đồ đời. Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự,
vãng sanh về Phật xứ đạo tràng. Sống chúng tu học dễ dàng, ngã tham thiền nhập định mở đàng huyền môn. Lời thuyết pháp hùng hồn canh tịnh, độ chúng sanh dứt bệnh hôn trầm. Quy thay diệu pháp thầm thầm, mà chúng con hết gia thành tâm phung thơ. Xưng tùng tăng bảo tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần. Lý gia các ai khinh thân, dân trừ bổn ngã lành phần đồ sanh. Tăng là kẻ thừa hành Phật Pháp, đem đạo màu dày khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa cam lộ sôi tràn tắt ngay. Chư thánh tăng công dày vô hạn, độ chúng sanh bao quảng nhọc nhằn. Đội ơn cảm đức không ngần, chúng con thờ kính lễ hằng giảm sai. Quê Tam Bảo, quê Phật, con hết lòng kính Phật. Lượng từ bi con nguyện học theo Ngài. Thương chúng sanh khắp vũ trụ muôn loài, một tánh giác thế đại đồng vạn vật. Quê Pháp con gắng tu học Pháp, được thức tâm giải thoát khỏi lầm mê. Pháp vô sanh chư Phật thải nương về, bác chánh đạo cùng tự y chánh pháp. Quê tăng con kinh trong nhà tăng, hòa hiệp chúng lẽ sống chung bình đẳng. Thanh tịnh giới thể trang nghiêm văn lặng, được chưa đầy kiêm đủ cả tài năng. Kình nguyện Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Đức Thế Tôn, các con xin trì tụng phẩm kinh này để cầu nguyện cho tất cả chúng sanh trong mười phương, kẻ âm được siêu người dương thanh thới, cùng nghiệp qua nàng khỏi tất bệnh tai ắt tiêu trừ. Thiện căn tăng trưởng phước huệ trang nghiêm, sơ nguyện tuệ tâm thành vô thượng đạo,
xin ơn trên chư Phật chứng minh. Khai kinh kệ vội vội không trên pháp thầm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Còn nay nghe đàn chuyên trì niệm nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm màu. Pháp quy giới kính lạy Phật, kính lạy pháp, kính lạy tăng. Đệ tử nguyện quy Tam Bảo, dính một lòng sám hối ăn năn, giữ ngộ giới luật răng nghiêm nhặt, một không giết những loài sinh vật, hai không tham trộm cắp của ai, ba không dâm tên khiết nào phai, bốn không dối sai ngoa kẻ khác, năm không uống rượu say gian ác, lại nguyện thêm giảm các tham sân, cùng si mê quyết giả dài lần, tố thêm hành ân cần bố thí, phép thập thiện còn luôn gắng chi, nguyện tu thân khẩu ý cho an, quyên một lòng gắn giữ vẹn toàn, mong cầu sự bình an hy lạc, nương Tam Bảo theo đàn chân giác, cầu ơn trên nước pháp rưỡi ban, khiến điều cho tất cả thế gian, mọi người đang theo đang thiện nghiệp, nhờ lượng cả ơn trên độ tiếp, đệ tử nguyện trọn kiếp quy y, ngưỡng bề trên xuống đơn từ bi, thường chừng chiếu lòng thành đệ tử. Pháp tình tâm giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao, thân cùng khẩu ý trọn lành, xa lìa tội lỗi gần cành hoa sen, ai mà thân khẩu ý rên, giữ theo thiện nghiệp thân bền đặng an, ba nghiệp hằng đặng rảnh ràng, tháng rồi nhập thánh là đàn xưa nay, bị mắng chửi lòng chẳng phải, với người tham lận giận gây chăng sần, giữ mình thanh tình là hơn, dầu ai gây dự oán hơn mặt ai.
sám hối tam bảo Phật pháp tăng ngôi nhà tế độ để thế gian làm chỗ dựa nương. Những ai hủy bán khinh thường ấy là các đức con đường vạn sanh. Nay đệ tử lòng thành sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chấp chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đường chưa biết bao tật xấu, các việc làm theo dấu tệ hư, hoặc là phi ô nhà sư, hoặc là cử chỉ dường như hợp mình. Nào những lúc vô tình nói quấy, bởi thói quen chỗ thấy lạc lầm, khinh chế diệu pháp thầm thâm, buông lung nghiệp miệng vướng lắm tội trời. Cùng tâm mấy khi đời ngạo vật, tin cho rằng không Phật thánh tiên, hoặc là tin tưởng hoàng xiêm mà đường chân tin lãng quên tâm lòng. Từ vô thể chấp chồng tội lỗi, nay con nguyện sám hối ăn năn. Quấy xưa xin quyết chữa răng, ngưỡng mong đầy độ thiện căn trở về. Sám hối tam nghiệp mà trước Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chấp chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đừng chưa biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách năng thói ở tùy thời, nào con có tránh khỏi nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, thuở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Con cũng có tự gây lây nghiệp, mà cùng bao người gian tiếp trở duyên. Thương ngàn ban ở thế thiện, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì con. Vì như thầy ướp hẳn còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Tin mộ kiếp dồn bao nhiêu kiếp, thân con đây tội nghiệp dây đầy. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muốn thay tao thành.
cùng có lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hồi hận giật mình. Mau mê ràng rủa thân hình, mặt trong thảm cảnh đông tình xót xam. Con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng giang lòng cải hóa từ thân. Học đòi theo bậc triết nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm, mà giữ làm sao khỏi lâm tất son. Biết bao nghiệp xác con nhiều lần vội dập dọn tội khiên. Nay đến trước Phật tiền sám hối, lượng từ bi xa tội lỗi lầm. Ăn năn gọi rửa lòng phàm, có nguyện sửa đổi việc làm từ nay. Tội thứ hai tham tài trộm đạo, thói vây tà gian xảo xấu xam. Hoặc từ nhiều kiếp trải qua, hoặc thời thơ bé tạo ra tội tình. Nhìn lại tấm thân hình trưởng đài, hằng có khi tội trái lỗi thôi, của người nhọc đổ mồ hôi. Dùng mưu trượt lấy đập bồi thân tam. Tội thứ ba dâm tà loạn phép, ma lỗi đạo hàng mang nghiệp vào thân. Tâm lòng nghiệm cầu nghìn tân, làm sao tránh khỏi xảy phần trại oan. Đường tình ai đã chán chán tội, nếu dâm tà càng lỗi nặng luôn. Tâm thân tội lỗi thẹn thùng, kiếp này kiếp khác chấp chồng băng nôn. Tội thứ tư vọng ngôn dối trá, lời cho mền thiên hạ hại thân. Vẽ duyên theo dệt xa gần, muôn điều rối rắm trăm phần đạo điên. Thôi lượng thiệt hại đến đâm thọc, cho đôi đàn trách móc lẫn nhau. Mở lời đề hại về sau, một câu thơ đức hòa sao không ngừa. Tội thứ năm say xưa chè rượu, lỗi giới điều do tổ nhập tâm. Thêm lòng ham muốn tham lam, càng thâu chất chứa càng làm mê say. Nên sân hận ai tài chuyên chữa, nổi nóng lên như lửa cháy rừng. Chỉ mê đâu biết tỏ tường, cõi mơ muôn vạn nẻo đường nhà nhem.
Nam giới chính cộng thêm giới phổ á tam nghiệp chung tín đồ thập điều. Phật ban giới cấm đã nhiều à, mà con lỗi phép chẳng theo luật ngài. Hoặc vô ý không hay tội trường, hoàng yêu hèn chẳng cưỡng được tâm mà tự làm hoặc suối người làm. Hoặc nghe thấy ác lòng phàm đùa vui, từ vô thể tạo rồi nghiệp chướng, đến những đáy vô lượng kiếp sinh. Mỗi phen mang lấy thân hình, tạo gây lắm thứ tội tình nghiệp duyên. Tấn lòng thần có nguyện sám hối, xét tội xưa tranh lỗi về sau. Cầu xin nước tình rơi vào tâm con được sạch lao lao hôm nay. Con cố gắng từ đây sắp tới, giữ đúng theo ngũ giới Phật truyền. Cần trao tam nghiệp trọn hiền, pháp tu thập thiên vẹn tuyển mới cam. Mong đến chốn giả làm Phật cảnh, giả cõi đời ảo ảnh phù dung. Con về con học phép tu, làm dân đất phần thiên thu xong còn. Đường giải thoát lòng con chỉ dốc, quyết phân tìm theo góc tù chân. Nướng về tam bảo là hơn, con nguyện chẳng dám khinh lơn dễ vui. Được thưởng thức chung mùi vị đạo, xin nhớ tam bảo ghi lòng. Còn nay sám hối vừa xong, nghiệp trần nhẹ phủi không không sạch rồi. Con cầu nguyện người đời tỉnh thức, thọ phước lành đạo đức trường ban. Cầu xin Phật hiện thế gian, cầu xin tam bảo cứu an muôn loài. Khuyên đừng diệt thú, muôn loài đạo khác chỉ ta, cũng tìm sự sống lành xa tai nạn. Có cha mẹ có họ hàng, kết bè sinh hoạt thêm đoàn siêng năng. Ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trọi trăng giam cầm. Bảy câu trước đọc ngưu ngầm, mà làm cho chúng nó âm thầm đớn đau. Lạc bầy dơn giác xồn sao, lại ê cài nạn thức giao hầu gần. Mình có thân nó cũng có thân, nuôi mình diệt nó trái cân công bằng.
lâm mình cảnh ấy khổ chăng, già như có kẻ bắt phăng chung mình. Mẹ cha cô bác tham tình, à, xót xa đã lắm bất bình biết bao. Ruộng rà ai cắt chẳng đau, à, tình thương ai dứt chẳng đau gan vàng. Nếu ta suy nghĩ kỹ càng, à, tình này cánh ấy rõ ràng tưởng thân, à, làm người ta có lòng nhân. Hãy khơi tâm Phật lần lần sáng ram, người cùng muôn vật một nhà, ta là anh chị chúng là đàn em. Khôn hơn ta phải xét xem, mà trong non giúp đỡ đàn em dài khơm. Khi lâm nạn chúng bơ vơ, á màu tay tiếp cứu chớ ngơ mặt nhìn. Thấy ai giết than sanh linh, à, lấy lời khuyên giải dung tình càng ngăn. Thu kia nó cùng là thân, à, cùng xương cùng thịt có phần như tam. Đánh đau chúng nó kêu la, tiếng rên đực ruột tiếng la xe lòng. Tánh lên người vật cùng đồng, mà xuống tay bao nợ cầm lòng sao đang. Thân ta thì muốn cho an, à, mà thân kẻ khác lại toán xeo dày. Lòng ta muốn tranh nạn tai, à, sao cùng kẻ yếu ra oai dư dằn. Nếu ta biết lẽ công bằng, à, biết căn phước tội, biết căn luân hồi, chớ nên giết nó đành rồi, à, cũng đừng hành hạ to lời dễ khinh, chớ cho chúng khổ vì mình, à, mở lòng thương xót tâm hình hài kiên. Đừng làm chúng nó chia lìa, à, con này xa mẹ vợ kia cách chồng. Đừng bày các cổ nhổ lòng, à, việc làm cũng phải giữ phòng về sau. Dây oan ai lại buộc vào, à, kiếp này gây nợ kiếp nào ra xong. Muốn cho mình được thông dong, à, đừng làm kẻ khác khổ lòng làm chim. Chớ vì một chút sân si, à, mà bao oan trái kéo trì cuộn lôi. Muốn ra khỏi biển luân hồi, à, quả kia phải hái cho rồi đừng gieo. Giận chân là bóng chẳng theo, à, nhân tay thì nghiệp chẳng đeo bên mình. Ai ôi nên khá giữ gìn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cầu an các con thành kính nguyện lên cầu xin Tam Bảo ân trên chừng lòng từ bi nhỏ xuống phước hồng mà độ người tai nạn thoát vòng nghiệp vương cùng người tật bệnh đau thương thay điều hưởng thụ miên trường vĩnh an. Nhưng người chịu lắm tội oan lần tiêu tụng trái bình an trở về với người nghiệp chướng đề mê loạn tâm vòng tưởng tư bề đạo điên trong tiểu dực môi hoàn khiên an tâm định tánh mạnh liền như xưa. Nhưng người bình hoàn dây dưa nhờ Phật lực sớm trưa mạnh lành khâm trong tất cả chúng sanh nằm châu bốn biển đang thành bình an. Người người thao cởi dây oan tưởng thông tưởng ái kết đoàn giao liên sông tu ngưỡng mộ Phật tiếng hướng về Tam Bảo Huệ liền mở khai mình tâm kiên tánh Như Lai thoát vòng đau khổ ra ngoài trái oan. Cầu xin Tam Bảo phước ban chứng lòng đệ tử cầu an đắc thành. Nam mô cầu an lạc địa Bồ Tát. Nam mô cầu an lạc địa Bồ Tát. Nam mô cầu an lạc địa Bồ Tát. Kính cầu nguyện cầu Tam Bảo ơn trên thế độ cô nhận sanh tiêu khổ diệt tai rộng truyền chánh pháp Như Lai tên người mê mộng đọa đầy trần gian đang ra khỏi sáu đang khổ bức liền bước lên chín bậc liên đài hồ người đạo đức tâm khai cung dường bồ thí kết rầy thiện duyên nhờ đức Phật thiên liên huệ cô độ cứu huyền thất tổ siêu thăng đường sanh lộc vị cao sang tài quá nàng khỏi phước tăng thọ trường gia quyến đàn an khương vinh hạnh trồng cõi lành đạo thánh cần chuyên thấy nương bát nhã tự thuyền giác đăng bị ngạn về miền Tây Phương. Kính phổ nguyện
nay đệ tử lòng thành phát nguyện nhờ ơn trên Phật hiện ngoại lên, độ cho tất cả chúng sanh ở Nam Châu bốn biển thái bình an vui. Người người được thắm mùi đạo lê giữ gìn thân tâm trí trọn lành, ăn chay niệm Phật tu hành là cái tà quy chánh hiểu rành lý chân, một lòng gắn kẹo sơn trao sửa dứt sân si tanh lửa lòng phàm, xa lìa tội ác dạng tham, kết duyên tam bảo quyết làm nghĩa nhân, nhờ lượng cả ông ân tam bảo chứng lòng thành hiệu đạo các con, cầu xin cha mẹ sống còn tăng long tuổi thọ hưởng tròn phước duyên, và cầu nguyện cổ huyền thất tổ sớm vãng sanh tịnh độ Tây Phương, hướng an cõi thọ miền trường thoáng vòng sanh từ trần vương khổ sầu. Con thành kính đế đầu lễ bái Phật từ bi bác ngay độ tham, ẩm siêu dưỡng thế trong qua cầu xin tam bảo chứng mà lòng con. Kinh cầu phước cầu lộc cầu tam bảo ban ân nhỏ phước cho các con hưởng được duyên lành, làm ra mọi sự đăng thanh gặp nhiều may mắn sẵn dành ban cho. Con cháu biên giữ lo gia nghiệp mà lo làm ăn bạc thiệp với đời, một lòng hiếu thảo không dời cũng nhờ phước lộc Phật trời rưỡi ban, trong bộ quyên bền an vạn sự biết nghiêm trì gìn giữ giới răng, nương về theo Phật pháp tăng là phương diệu dưỡng diệt ngăn lòng tàn, cả lớn nhỏ trên hòa dưới thuận vẫn theo lời giáo huấn mẹ cha, kinh tôn hiếu thảo ông bà giữ tròn bốn phận tại gia tu hành, bền tâm trí làm lành lánh giữ nguyện ơn trên Phật ngự chứng minh cầu cho tất cả chúng sanh Nam Châu bốn biển thái bình yên vui, người người được thăm bụi vì đạo gắn tu hành tích tạo phước duyên, cầu trên Phật tổ chứng miên na bạn ân nhỏ phước xuống liền các con,
lời cầu khẩn mãi còn ghi nhớ, nhớ chư thiên gia trợ hộ trì. Đồng tâm phát nguyện hồn ni, mộng trên tam bảo chứng tri lòng thành. Kính cầu thọ, kính lạy Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng thành hiếu thảo các con. Cầu xin nội ngoại sông còn, ba niên tuổi thọ vẹn tròn phước duyên. Cùng cha mẹ hiền tiền sức khỏe, đang bình an vui vẻ muôn phần. Đoạn chân nêu đạo bước gần, trao dồi hạnh đức chuyên cần tu tâm. Cầu tất cả tình thâm quyền thuộc, nội ngoại đồng hương được bình yên. Bà con lối xóm láng giềng, tái qua nạn khỏi yên tiền sống chung. Thêm phương đưa tăng xuống đạo hành, vẫn bình an khỏe mạnh trọn đời. Thân tâm nhàn lạc thảnh thơi, thoát ngoài sự thế đầy với tội tình. Cầu phân lực quang minh phóng chiếu, độ chúng sanh thấu hiểu lý chân. Nương theo chân đạo tu lành, hầu mong thoáng khỏi những phần tự sanh. Nay đệ tử lòng thành khấn nguyện, nhớ ơn trên Phật hiện ngoại lên. Độ cho tất cả chúng sanh, nương về chân đạo sửa mình tu tâm. Tăng tùng công đức giáo chỗ, cuối đầu lại trước tháp vàng, chúc cầu giáo hội đạo tràng vinh miên. Ngồi xê giáo chỗ ngự yên, đức ngài tột bậc ở trên cõi trần. Quang minh tương tốt vô ngần, nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên. Công trình quá khứ nào quên, đường trần ngang lối bước lên nẻo lành. Xuất thân khổ hạnh tu hành, lập nên giáo lý tự mình tìm ram. Nối truyền chánh pháp thịt ca, lâm thế kỷ nay đã mở phai. Người tu hiện tại mấy ai, hành theo đúng phép Như Lai giao truyền. Đâu còn thấy rõ căn nguyên, xuất gia nhập đạo trần duyên dứt liền. Kẻ tăng người tột phần kia, tăng vô nhật vật xưa kia thành bằng. Một y một bán một thân, ngoài ra chẳng bận mây trần trong tâm. Nhưng nay ngài lại giáng lâm, đêm đèn trí huệ soi nhầm nước nam.
mở ra mồn cõi già lắm mà những người nhập thánh siêu phàm ít đâu. Đạo tràng thanh lập bấy lâu, luật nghiêm tròn lọc gồm thấu si hiền. Nơi đây thế giới vô phiền, không còn tham đắm chức quyền lợi danh. Mỗi người ao vá một mảnh, một mình bát đất du hành khắp nơi. Sáng ra khuyên giáo đổ đời, trưa về thọ thực xê thời thuyết kinh. Chiều khuya quan tưởng lặng thinh, nửa đêm nhập đến điện linh ngưng thần. Người tự giác ngộ độ thân, giác tha độ thế dạy dân tu trì. Nào đâu có tiếng thị phi, nào đâu có cảnh lâm ly đau sầu. Chúng con khổ sở hẹn lâu, rủ nhau tìm đến mong cầu dừa nương. Đạo vàng như ánh triệu dương, thế trần như giữa đêm trường tối tăm. Bao phen sập hố xa hầm, ngày nay tên mình biệt tầm nẻo ram. Về đây gặp cửa gặp nhà, gặp cha mẹ cũ gặp bà con xưa. Ăn lành nhuận hạt mọc mưa, đức ngài ban rưới phước thừa chúng con. Minh Thiên Huệ Nhật xuất đồng phương, đăng chi cao sơn triệu kiết tường. Quang chiếu thế âm hàm vạn vật, hiện lai ẩn khứ chuyện luân vương. Trời mai mặt nhật hiện phương đông, vượt khỏi non cao chiếu sắc hồng. Phổ ánh hào quang soi vạn vật, đến đi qua lại biết bao vòng. Mình như hồng nhật lệ trung thiên, đăng nguyệt huyền huê chiêu diệu huyền. Quang huệ tuyến lưu toàn thế giới, hiện thân thuyên phàm độ chân nguyên. Sáng như mặt nhật giữa trời thanh, to tựa đèn trăng chiếu sắc huỳnh. Phóng ánh hào quang soi thế giới, hiện thân thuyết pháp độ nhân sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bát nhã tâm kinh khi hành, bát nhã ba la ngài quán tự tại soi ra tột cùng, thấy ra nam muộn đều không.
bao nhiêu khổ ắt không cùng độ qua này xa lời tự xét ra không là sắc đó sang là không đây sang cùng không chẳng khác sai không cùng sang cùng sánh tay như nhau thọ tưởng hạnh thương quân nào cũng như sáng quận một màu không không này xa lời tự ghi lòng không không tương ấy đều không tương hình không tăng giảm không trượt thanh cũng không dìa cũng không sanh phản đồng vậy nên trong cái trường không vuông không nằm quần cũng không sao trần mắt tai mùi lưỡi thân vị hương xúc pháp cùng phận sắc thinh tự không giới hạn mắt nhìn nên không ý thức vô minh cùng đồng hết vô minh cùng vẫn không hết già hết chết già không có gì không khổ tầm diệt đạo kia trí huệ chứng đắc cũng là không không sơ thành sơ đắc bởi không các vị Bồ Tát nương tùng tuệ năng tâm không còn chút ngại ngăn nên không còn chút băn khoăn sợ gì. Đạo điên mộng tưởng xa lìa niết bàn mới đến bên kia bên bờ ba đời chư Phật sau sớm. Đăng thành chân giác đã nhờ huệ năng trí huệ năng lực vô ngần đại minh vô thượng đại thần cao siêu. Trí huệ năng lực có nhiều thật là thần chú từ tiêu nào phiền trí huệ năng lực vô biên. Dân đường dài thoáng qua bên giác ngàn liền theo lời chú thuyết rằng đồ tha giác ngộ khắp trần chúng sanh. Thập nguyện một nguyện lễ kính Như Lai ai nguyện xứng tán công dạy Thế Tôn ba nguyện tu phước cúng dường bốn nguyện sám hối nghiệp vương tội trần năm nguyện tùy hỷ công huân sáu nguyện thịnh chuyển pháp luân độ người bảy nguyện thính Phật ở đời tám nguyện học Phật tùy thời phát minh chín nguyện hằng thuận chúng sanh mười nguyện hồi hướng phước lành khắp nơi. Phong kinh na tùng kinh công đức tuyệt vời xin đem hồi hướng khắp người gần xa. Chúng sanh pháp giới ta bà mau về cõi Phật Di Đà Tây Thiên. Nguyện tiêu tam chướng não phiền nguyện thành trí huệ vô biên tuyệt vời nguyện bao nghiệp tội xa rời nguyện hành Bồ Tát đời đời độ tha.
Nguyện sanh nguyện về tịnh độ nước nhà, hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình, hoa khai ngộ pháp vô sanh bất thối Bồ Tát ban lành giữa nương. Hồi hướng nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng con với chúng sanh đều chứng thành Phật quả. Từ quy y từ quy y Phật cầu cho chúng sanh hiểu rõ đạo lành, phát lòng vô thường. Từ quy pháp cầu cho chúng sanh kinh luật hiểu rành, trí huệ như biển. Từ quy tăng cầu cho chúng sanh hiệp chúng đồng tình, chẳng hề trơ